Hello, xin chào các bạn nha. Xin chào nha. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ xin chia sẻ với tất cả các bạn và quý vị anh chị. Đó là hôm nay mình sẽ làm mực nho các bạn nha. Hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái kiểu mà mực nho trộn với đường các bạn nha. Nói chung là mức các bạn, mức nho các bạn ạ. À. Hôm nay thì mình sẽ trộn một ký nho, nho rừng và một ký đường để trộn lại với đổ thêm một ong trong này nữa. Ok, giờ mình xin làm luôn các bạn nha. Đây là mình nho mình đã sẵn này. Đó. Sẽ bỏ nho vô các bạn nha. Làm mứt nho các bạn ạ. À. Rồi mình sẽ đổ đường lên một lớp bạn nha. Mình sẽ đổ lên nhiều lớp. Bạn này. À. Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ một lớp nho là một lớp đường các bạn ạ. À. Rồi. Bỏ lớp thứ lớp đường thôi các bạn, bỏ lớp thứ hai các bạn nha. Cho nó đều các bạn nha. Đó đây các bạn thấy không? Để bỏ thêm một lớp đường nữa. Cái này chắc đủ một hũ các bạn ha. Rồi, cái này là ngâm một năm các bạn nha, không bao năm mới được ăn các bạn nha. Rồi. Một lớp nữa các bạn nha. Đấy, à, thấy không? Này, rác này. Sẽ đổ vô hết luôn các bạn nha. Nó chưa đầy một củ mà, nhưng mà cái này là ok rồi đấy. Rồi, đổ thêm một lớp nữa ha. Rồi, để đắp lại. À, mai mốt nó sẽ ứ nước ra. Mình có một cái ai hũ mực ong nữa mình sẽ đổ vô các bạn nha, các bạn đợi một chút xíu nha. Thì tóp lại các bạn. Đây. Đây là mình có một bồn nho thôi nhưng mà một chai mực ong ạ. Lâu ngày cũng không uống mình sẽ đổ luôn luôn. Chứ để không cũng chả ai uống các bạn ạ. Đổ luôn các bạn nha. Quá. Cái này là để một năm uống. Cái gì thế hấp dẫn các bạn nha. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái bọc các bạn ạ, mình sẽ ốp lại xong đẩy cái nắp lại cho nó kỹ các bạn ạ. Chứ để không vậy nó cũng kia nó cũng dễ vào nữa. Đây, cái bọc ha. Đây, cái bọc ha. Để cho nó chắc. Wow, quá.
cho nó kỹ càng. Không có con nào vào được đâu. Tuần sau là dùng được đó. Mình nói giỡn, cái này tâm uống được các bạn nha. Tại vì mình nhìn nó làm thèm rồi đó. Chắc không đến một năm đâu, không vài tháng, một hai tháng là đem ra quốc rồi. Chưa gì nhìn thấy thèm đấy. Các bạn ơi, thì hôm nay mình xin đã chia sẻ với các bạn làm một cái củ nho ngâm đường. Mình sẽ có đủ thêm ong vào nửa lít các bạn, mình sẽ đủ nửa lít vào một ong vào trong ấy. Nhưng mà sau này không biết như thế nào, tại vì mình nghe người ta nói là chỉ ngâm ngâm cái đường thôi, nhưng mà mình thấy mực nho các bạn mình cũng có thì có một mực mình đổi luôn, và không biết một năm sau sẽ uống như thế nào. Lúc đó có kịp quay lại cho và thưởng thức mời tất cả các bạn không, mình sẽ cố gắng các bạn nha. Khi nào mình sẽ canh nó được thì mình sẽ đem ra và review và mời tất cả các bạn và anh chị thưởng thức cùng mình nha. Ok. Đấy, các bạn xem video nhớ subscribe và những cái chuông để ủng hộ cho mình những video sắp tới. Và khi nào em đăng cái video đây này, video review cái này đã sẽ đăng lên và nó sẽ thông báo cho tất cả mọi người biết mình chỉ luôn nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian quý báu ra để xem video của mình nha. Hôm nay là cái này quên cột rồi nữa, cột ra thế nào có tiếng nó vô. Có hồi nãy mình mở ra không biết có cái thủy thun không ta, mình quên mất tiêu các bạn ơi. Cái này quên mất tiêu. Hồi nãy ở trong nhà mình có một có hũ đường, mình sẽ bỏ đủ vô luôn các bạn nha. Đây là hũ đường nha mình. Đấy, mình đổ vô luôn ha, chứ để ngoài tiếng các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem video mình nha. Đấy, nếu bạn thấy hay và like share, share có nghĩa là chia sẻ cho mọi người cùng biết và giới thiệu cho mọi người cùng biết để biết đến cái kênh của mình, để ủng hộ cho mình ra những video sắp tới nha. Ok, thì thời gian sắp tới mình sẽ đi câu cá và cái cần này sẽ quay những video thực tế ở ngoài sông suối hoặc cũng như cảnh đẹp của quê mình cho các bạn luôn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì mình sẽ hứa thì sẽ ra video thường xuyên trong ngày 11 giờ một video, 18 giờ đúng là buổi chiều các bạn ạ, một video nha. Các bạn nhớ đón xem và ủng hộ cho mình. Bye bye và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha.